Nữ ca sĩ đắt sâu nhất ở cả hải ngoại lẫn Việt Nam Hát hay nói duyên rồi cả xin tiền khán giả Nguyễn Hồng Nhung kêu gọi rất duyên dáng thuyết phục được khán giả bỏ tiền ủng hộ. Đó là năng khiếu của Nguyễn Hồng Nhung khi có thể khiến khán giả bỏ tiền mà vẫn vui vẻ Quang Lê chia sẻ. Mới đây từ một livestream ca sĩ Quang Lê đã tiết lộ về ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung. Anh nói tôi xin chia sẻ luôn ngay bây giờ tại hải ngoài ca sĩ đắt xô nhất là Nguyễn Hồng Nhung. Ở cả hải ngoài lãnh Việt Nam, đây là theo tôi nhìn thấy và tôi cũng gặp rất nhiều ca sĩ khác nhau mới đưa ra nhận định này. Ca sĩ bên Việt Nam của hải ngoài diễn rất nhiều nhưng không nhiều xô bằng Nguyễn Hồng Nhung. Nguyễn Hồng Nhung rất khó vì cái gì cũng tốt. Nguyễn Hồng Nhung có thể hát ở bất cứ sân khấu nào từ vũ trường tới sòng bài, hồi đoàn, gây hát cây quỷ mọi người phải xem nguyễn hồng nhung hát lại thấy cách nguyễn hồng nhung giao lưu với khán giả duyên lắm cho cười sập rạp luôn đặc biệt là những đêm nhạc cây quỷ nguyễn hồng nhung lúc nào cũng là người kêu gọi hay nhất tôi phải công nhận điều này nguyễn hồng nhung kêu gọi rất duyên dáng thuyết phục được khán giả bỏ tiền ủng hộ đó là năng khiếu của nguyễn hồng nhung khi có thể khi khán giả bỏ tiền mà vẫn vui vẻ nguyễn hồng nhung nghe vậy liền thanh mình tôi rất xô vì cách xe của tôi không đắt Tôi kêu gọi được quyên góp là vì có những số nhạc, tôi phải bỏ thêm một nửa cát xê để quyên góp trước. Như vậy đi hát về còn tôi chỉ có một nửa cái tả. Nhưng nếu tôi không kêu gọi như vậy thì khán giả không cảm thấy hào hứng giống như đầu xuôi đuôi lọt. Ví dụ, có một lần tôi kêu gọi quyên góp mũ tìm cho 15 bé nhưng không thấy hán giả nào giơ tay mọi người cứ im lặng. Tôi sợ quá nên nghĩ sẽ từ quyên góp trước bằng một nửa cách xe của mình lo được một nửa trái tim cho một bé. Tất nhiên tôi không thể đem góp hết toàn bộ tiền cách xe của mình vì như thế thì đi hát về tôi không biết nuôi con bằng gì. Nhưng sau khi tôi từ bỏ một nửa cách xe thì ngày sau đó ban tôi chức quyên góp được 30 trái tim. Mỗi ca mổ như thế có giá tới 3.000 USD. Tôi đó chưa đi các hội đoàn. Nhà làm xô thấy tôi có khiếu anh nói chân thành nên mời tôi đi xô. Nữ ca sĩ đắt xô bậc nhất hải ngoại. Từ chưa bán hàng online làm MC chỉ để Đi hát kiếm tiền nuôi con, khi tôi xảy ra biến cố lớn nhất cuộc đời, tôi phải xa xứ ở một mình nơi xứ người và chỉ có 22 tuổi. Nguyễn Hồng Nhung chia sẻ, mới đây tại chương trình Một Tiếng Kể Hết, MC Ngọc Hành đã gọi Nguyễn Hồng Nhung là ca sĩ đắt show nhất hải ngoại. Trước lời xưng tùng này, Nguyễn Hồng Nhung lên tiếng tôi hay được các bộ show mời vì ngoài ca hát còn đảm nhìn cả MC. Ở những show cần gây quỹ treo gọi đóng góp cho chùa, nhà thờ, công cộng. Tôi không bao giờ muốn nhận mình là MC Vì là MC rất vất vả Phải đến sớm nhất về muộn nhất Tìm hiểu tất cả về chương trình Rất nhiều thông tin phải nắm được Khá vất vả Nhiều số bảo tôi rằng Tiền mời tôi hát thì mời tôi là MC luôn Tôi bảo không tôi chỉ làm nghề hát thôi Nếu được thì tôi sẽ cùng người MC dẫn dắt đồng hành Tôi không nhận thêm tiền là MC vì lẽ đó mà các bầu sô quý tôi thường gọi tôi hát, họ quý cái chân tình của tôi đây ít hôm Nguyễn Hồng Nhung đưa một đồng nghiệp gà livestream bán hàng online nhưng cô đã từ chối vì chỉ muốn đi hát nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống của mình là nghệ sĩ thì phải được bay show được gặp gỡ khán giả tất nhiên có những vất vả nhưng tôi nghĩ nghề nào cũng có những cái vất vả khác nhau tôi rất hạnh phúc sung sướng khi mỗi tuần được sách vali đi show chỉ có điều khiến tôi canh rất là xa các con mỗi Mỗi lần chuẩn bị đi xô, con gái tôi lại hỏi, mẹ lại đi làm à? Tôi bảo con rằng mẹ phải đi làm mới có tiền nuôi hai con, có tiền mua kẹo. Mua mắt chứ. Lúc đó con tôi mới để cho tôi đi. Cuộc sống của người phụ nữ đã vất vả, phụ nữ làm nghệ sĩ như tôi càng mang trách nhiệm nặng nề hơn. Gia đình là tất cả. Nếu gia đình mình không ổn định, mình sẽ không thể làm được việc gì lớn. Nếu tôi không đối tốt với cha mẹ, không báo hiếu được, không nuôi các con tốt thì đừng nghĩ tới việc làm việc to lớn hơn như từ thiện, trao tiền người nghèo khi tôi xảy ra biến cố lớn nhất cuộc đời. Tôi phải xa xứ ở một mình nơi xứ người. Và chỉ có 22 tuổi tôi phải rời gia đình một cách bất ngờ với một cô gái trẻ như tôi khi ấy mọi thứ đều rất sốc. Nhưng tôi không để cha mẹ phải lo lắng thất vọng về mình, cha mẹ đã cho tôi được làm người. Vậy nhưng có những lúc tôi nghĩ quẩn, bế tắc và muốn từ bỏ nó. Nhưng tôi không làm được điều đó nên đã tự đứng lên làm người. Tôi dân trọng tình cảm mọi người đã dành cho tôi. Khi tôi kể ra những biến cố,